Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 9. Ở lớp 8 thì các em đã được học về hàm số bậc nhất một ẩn. Còn bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu tới các em về một loại hàm mà có bậc cao hơn, đó chính là hàm bậc 2 một ẩn. Và dạng hàm bậc 2 một ẩn đơn giản nhất, đó chính là hàm số y bằng ax bình phương. Ngày hôm nay, ta sẽ tìm hiểu về tính chất của hàm số này cũng như là đồ thị của chúng. Đầu tiên, cô sẽ lấy ví dụ về hàm số y bằng ax bình. Đề bài được cho bởi cho hình vuông cạnh A, hãy tính diện tích hình vuông đó. Ta biết rằng diện tích hình vuông thì chính bằng bình phương của độ dài cạnh. Như vậy, ví dụ như là cạnh bằng 3 thì diện tích sẽ bằng 3 bình phương và bằng 9. Cạnh bằng 5 thì diện tích sẽ bằng 5 bình phương. Tóm lại, nếu như cạnh của hình vuông bằng x thì diện tích của nó, tức là s, sẽ bằng x bình phương. Và đây chính là ví dụ cho hàm số y bằng ax bình. Trong trường hợp này, a bằng 1. Tóm lại, hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0 là hàm số có chứa một ẩn x và bậc lớn nhất của ẩn là 2. Ta gọi hàm số này là hàm số bậc 2 một ẩn. Phần thứ hai, ta sẽ tìm hiểu về tính chất của hàm số này. Đầu tiên, cô sẽ cho bảng giá trị tương ứng của hàm số y bằng 6x bình với các giá trị âm 3, âm 2, vân vân tới 3. Bảng thứ hai đó là giá trị tương ứng của hàm số y bằng âm 2x bình. Ta thấy ở đây điều khác nhau là 6 là số dương, còn âm 2 là số âm. Ta sẽ xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số này. Cụ thể ở đây, với các x âm, ta thấy rằng khi mà x tăng thì y của chúng ta giảm. Ngược lại, khi mà x dương thì x tăng, y cũng sẽ tăng. Vậy là ở trên khoảng này, hàm số là hàm nghịch biến, và trên khoảng này thì hàm số là hàm đồng biến. Tương tự như thế, với trường hợp A là số âm thì khi mà x âm, x tăng, y sẽ tăng và x dương thì x tăng, y giảm. Nghĩa là hàm số sẽ đồng biến trên khoảng này và nghịch biến trên khoảng này. Vậy là ta thấy rằng đối với hàm số bậc nhất thì hàm số đó hoặc là đồng biến trên R hoặc là nghịch biến trên R. Còn với hàm số bậc 2 thì chúng ta đã thấy nó có thể đồng biến ở một khoảng, một đoạn và nghịch biến ở một khoảng khác. Tóm lại, chúng ta sẽ có tính chất của hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0 như sau. Nếu như a lớn hơn 0 thì hàm số này sẽ nghịch biến khi x âm và đồng biến khi x dương. Giá trị của hàm số sẽ luôn là một số dương với mọi x lớn hơn 0 và bằng 0 khi x bằng 0. Ngược lại, với a nhỏ hơn 0 thì hàm số này sẽ đồng biến khi x âm và nghịch biến khi x dương. Giá trị của hàm số sẽ luôn nhỏ hơn 0 với mọi x nhỏ hơn 0 và bằng 0 khi x bằng 0. Phần thứ 3, chúng ta sẽ nghiên cứu về đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương. Đồ thị của hàm số bậc nhất một ẩn là một đường thẳng. Vậy đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương với a khác 0 sẽ có dạng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vẽ đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương. Bảng dưới đây nêu ra các giá trị tương ứng của hàm số này. Chúng ta sẽ biểu diễn các điểm có tọa độ tương ứng trên mặt phẳng với hệ trục tọa độ là OXY. Ta lấy các điểm. Ở đây chúng ta có 7 điểm. Và thấy rằng tập hợp các điểm có tọa độ thỏa mãn hàm số nó sẽ tạo thành một đường cong có dạng như thế này. Và đây được gọi là một hình parabol. Đó chính là dạng đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương. Từ đồ thị này thì chúng ta sẽ có nhận xét. Thứ nhất, điểm O tức là điểm 0, 0 sẽ là điểm thấp nhất của đồ thị. Các điểm A, A phẩy, B, B phẩy, C, C phẩy vân vân, tức là các điểm có hoành độ đối nhau sẽ là các điểm đối xứng nhau qua trục tung. Tất nhiên ta sẽ thấy giá trị tung độ của các điểm thực đồ thị này thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ đồ thị của hàm số y bằng trừ x bình, tức là với trường hợp A âm, chúng ta sẽ cùng xem nó có gì khác so với trường hợp A dương. Chúng ta cũng biểu diễn các điểm, lần lượt lấy được 7 điểm. Và ta thấy rằng đồ thị của hàm số này cũng có dạng một parabol, nhưng nó lại quay ngược trở lại so với đồ thị mà chúng ta vừa vẽ vừa nãy. Với đồ thị này thì chúng ta sẽ có nhận xét, các điểm vẫn đối xứng nhau qua trục tung. Tuy nhiên, điểm O lúc này đã trở thành điểm cao nhất của đồ thị.
Trong thực tế thì parabol cũng được sử dụng rất là nhiều. Nó thường được sử dụng trong kiến trúc, trong xây dựng cầu, vì là sức chịu đựng của hình parabol thường là sức chịu đựng lớn nhất. Các em có thể tưởng tượng một quả trứng gà, nếu như chúng ta bóp theo chiều ngang thì có thể vỡ, nhưng khi mà các em cố gắng bóp theo chiều dọc từ trên đỉnh của trứng gà xuống thì rất là khó vỡ. Sau đây cô sẽ lấy một vài ví dụ về đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương cho các em cùng xem. Đầu tiên cô sẽ lấy hàm số y bằng 3x bình phương. Đây chính là đồ thị của nó. Tiếp theo cô sẽ lấy hàm số y bằng trừ 2x bình phương. Đây chính là đồ thị. Y bằng 21x bình phương. Hay là y bằng âm 12x bình phương. Đó là một số ví dụ về đồ thị của hàm số y bằng ax bình phương. Tiếp theo các em hãy làm bài tập. Cho 3 hàm số y bằng 1/2x bình, y bằng x bình và y bằng 2x bình. Hãy vẽ 3 đồ thị này trên cùng một mặt phẳng. Sau đó xác định 3 điểm có hoành độ 1 trên 3 đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng. Chúng ta sẽ cùng vẽ đồ thị của 3 hàm số này. Đầu tiên là hàm số y bằng 1/2x bình. Đây chính là đồ thị của hàm số y bằng 1/2x bình. Tiếp theo là đồ thị của hàm số y bằng x bình phương. Tiếp theo nữa là đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương. Khi các em làm ra vở thì các em sẽ xác định 5 điểm hoặc 7 điểm, sau đó vẽ parabol tương ứng. Tiếp theo, người ta yêu cầu chúng ta xác định các điểm có hoành độ là 1 trên cả 3 đồ thị này. Các em thấy là cô đã lấy được 3 điểm có hoành độ 1 trên cả 3 đồ thị. Chúng ta sẽ xác định được tung độ tương ứng của nó là 0,5, 1 và 2. Cụ thể bằng cách tính toán thì ta thấy rằng xét hàm số y bằng 1/2x bình với x bằng 1, y sẽ bằng 0,5. Với hàm số y bằng x bình, x bằng 1, y cũng bằng 1. Hàm số y bằng 2x bình thì x bằng 1, y bằng 2. Bài giảng ngày hôm nay cô đã giới thiệu tới các em về tính chất hàm số y bằng ax bình với a khác 0 cũng như là đồ thị của nó. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố thêm được kiến thức. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!